Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay cho cá ăn rồi đi chợ. Cái khế bữa nay còn được 4 trái chín. Sáng đi chợ mua thịt với mua hoành thánh về, xong rồi mình đi công chuyện, giờ mới về nhà đang nấu nước súp. Củ sắn, củ cây trắng với lại xương. Thôi đựng nóng dưới đây, con bóp dưới đây, bóp dưới đây nó bị xì, nó bị bể nóng lên trên cái đầu này thôi, bóp cho nó dính lại thôi. Nó bụng con lưỡi bẻ con ép nó bị bể nó xì. Sáng thấy em mặc bộ đồ đen mà tóc nó tè lên nước nhiều. Anh đâu ăn thì không ít giá à. Thử trái đu đủ coi thế nào. Dạ mình nói thấy màu trái đu đủ không ngọt ghê không, nhìn màu thấy không ngọt. Có một hộp đúng là không ngọt phải không, chưa ăn mà. Ý là này đâu, em ăn thử rồi, trời ơi nó quá ngọt luôn. Ăn rồi đâu, thử coi hơi ngọt ngọt chút xíu à. Đúng rồi, ngọt không có đậm đà. Chấm muối vô nhìn cái màu da hay lắm. Thấy nó cũng ngọt mặn mà. Ngon, nói chung ăn được thôi chứ không có ngon. Anh mua ăn được, cái anh nhìn cái trái này cái da nó vàng mà vàng đậm á. Ủa nó chưa chín làm sao vàng đậm được? Trời ơi, mình mua về mình ăn liền, cái trái chín là nó màu vàng mà lựa trái nào màu vàng mà bóng da bóng mà đậm đà nó mới ngon. Nhưng mà có mà thấy nó mùi quá mới lấy trái này nó đựng chín để hai bữa ăn nè. Ứng vàng mà ứng vàng nó ngọt á, nó mới hơi ứng vàng, nó cũng một tiếng, 11 giờ thì 14 tiếng. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức hoành thánh
với lại hủ tiếu. Cái đó không có trụng luôn hả? Chút trụng sao tôi ra trụng nó nhiều lắm rồi. Dạ Quyên, ăn rồi con. Ngồi chừng nào chị về bác đó hả chị? Thanh long nó gà mắc ghê, mua hai mấy ngàn ký. Mà hổng 2 ký 15 ngàn ăn đã. Có lúc 2-3 ngàn ký. Lúc người giải cứu thanh long gì đó đổ đóng á. Ừ. Lúc ghẻ nó mới ăn. Thì lúc đó mình cũng đâu ăn nhiều được, thì ăn ngày dữ lắm là ăn trái rồi chứ. Ủa sao con đi lấy nửa khác, con còn nói nữa. Mình lấy thì mình gấp không được thì mình đi lấy nửa khác. Đi lấy nửa khác đi rửa đó sao gấp. Chân lùi vậy. Cái này ăn lấy muỗng múc mà đâu ăn đủ á. Lấy đũa bợ lên. Mình thánh á. Mình thánh á. Có không dám. Cây này gấp chết ớt. Nhưng đũa này gấp được. Đũa này gấp không muốn dính nữa lỡ. Gá ăn vô ơi. Trời, ra Quỳnh Thánh làm tôi lấy muỗng tao múc lên. Chứ muỗng múc ầm vô hả? Ừ. Nhớ cục thịt bỏ qua nữa. Ừ. Ăn năm không? Không biết nữa. Thầy là trước chiên gì đó, ăn đó. Con ăn dạ. Quá nhiều. Cứ dồn ngán. Cho nó ba đồ chiên đó. Ăn ói luôn. Rồi kỹ tới giờ mới ăn lại. Ăn là ói rồi. Sợ tới năm mới ăn lại hả? Giống như thằng quyết á. Mua cái rau già cẩn ăn về con, ăn hết cho 1 ký. Có 3 năm sau đòi ăn nữa, quốc cho 1 ký nữa. Không mà 3 năm nay, 4 năm nay không bằng. Qua bữa sau quốc 1 ký nữa ăn hết không? Ừ. Ăn lần đó xong rồi ốc đắng mua lần nữa ký về lấy ăn tăng hết trơn. Bây giờ ốc đắng cũng giống như nó ngán luôn. Muốn ăn thì thôi ăn lần cho đã hơn. Ủa lại ăn gì ăn trong ngán mấy bà tháng sau mới ăn lại. Hôm nay ăn món này bắt buộc phải ăn thịt rồi. Nhà đâu còn. Trời đất. Nhà đâu còn ấy hả? Chú hỏi ăn mực á. Còn mực. Ừ, còn mực sớm quên bỏ vô ăn. Ừ. Qua làm hết rồi mà. Ai mua 1 ký, ba làm nửa ký. Sao cứ con nó giả ra mà tao lắm. Cái miệng quá nó. Quỳnh Thánh sợ nó không chứ. Bởi vậy lấy muỗng múc lên. Làm Thánh này nó cũng không có gì. Lấy muỗng đỡ lên, để vậy nó rớt. Người ta hờ theo đúng rồi bạn. Mà tôi cũng cục thịt tà bá rồi. Vậy gì vậy? Hộp vịt cái trứng xanh ăn người ta nói giòn giòn hả? Béo. Là nó hư hay gì? Đôi trứng xanh ăn ngon. Ra đây. Vịt lộn không gì nữa. Ủa vịt ra ăn mấy ngày. Trứng xanh người ta nói là trồng đỏ nó nhiều. Nó béo á. Sáng nhìn nói bà hỏi trứng xanh với trứng trắng làm sao đó. Ăn trứng xanh giòn giòn hơn. Nhưng mà em mua em có trứng xanh rồi em rửa à. Mà ít lắm. Hồi nãy có nhóc mà em lấy em bỏ ra. Sợ thúi hả? Có người sợ xanh nó bị thúi á. Không đem lấy. Nghe thấy giòn giòn cũng mới hớn. Đâu cần hộp vịt giòn. Luộc á. Mua vịt lạc về mình ăn vậy mình ăn cơm mà giòn chi? Giòn là luộc á. Luộc ăn nó ngon, trứng xanh đó Tư. Ừ. Ăn chồng trắng nha. Ừ, giòn. Ừ. Đúng rồi, từng mua nhiều 1 chục. 30. Trứng nhỏ. Trứng gà trứng mắt á. Cái lúc ghẻ trứng nhỏ 20. 20, 25. Mà Tư ăn Tết này ăn trứng còn mắc nữa. Tại lúa nó mắc á. Tết này là trứng nó mắc vậy. Để dịch của Tư đẻ để dành đi Tết kho rồi. Ừ.
Trời, nếu mà nó đẻ mỗi ngày đều rồi tới Tết dư sức, rồi tới Tết mấy tháng nữa. Giờ phải mua lúa cho nó ăn. Thì mua lúa tại ngày một ngày hai hộp. Một ngày hai hộp, một chục ngày là 20 hộp rồi. Rồi lại tới Tết chắc bỏ ra một rủ lận luôn. Nhà được mấy bé trứng rồi. Bỏ vô giống chị Hai để lót giấy báo bỏ vô cột kính rồi. Bọc chục vậy. Mà tủ lạnh chị nó lạnh dữ lắm, nó không hư đâu. Nó dư đồ lạnh luôn. Trời, mà trứng bự quá hả, kho ăn cũng ngán hay là. Ngán gì thì thay vì ăn hai trứng mình ăn trứng vừa đem ra đổi nha em. Đem ra đổi. Ai kho thịt đúng rồi, mua mấy cái hộp nhỏ ha, kho ngon hơn là mấy hộp bự. Bự quá nó lâu thấm á. Chị có như đem ra đổi hết. Em đổi rồi. Mua hộp vịt chợ về đổi. Mua hộp vịt nuôi để nhà đi, về đổi. Mua hộp vịt chợ rồi ăn đổi. Thứ hai về vịt le le. Chiêu. Mà biết vịt của chị còn đẻ không, mới không dạy nó còn đẻ không. Bắt ốc rồi cho nó ăn thêm. Hai vịt chú chị ngồi ăn lúa. Xong nó qua mấy cái mương bên vườn chốt mai á. Nó đi mò ốc, mò tép rồi nó ăn thêm á. Nó đẻ trứng bự ghê. Mương người ta có nuôi gì không mà qua mò. Không. Chốt mai đâu có nuôi. Bả à. Như chị hai thằng ta mua mấy con vịt bự người ta nuôi đi, ngày nó ăn cũng nhiều lúa rồi. Người ta lẻ trứng là bự. Nuôi vịt le le lẻ chút chiếu ăn thịt bán cũng vậy nữa. Hồi đó ba nuôi á, nuôi thay vì mua vịt siêu thịt nuôi đi thì nó ăn lúa cũng y chang vậy, đi mua vịt con vịt cò á. Nó ăn còn dữ hơn con vịt bự nữa đó. Hồi đợt ba nuôi lúc bán quyền đi bán che cũng vậy nè, nó đi lùa vịt, nó vô chuồng vịt ngồi à, 50 con đợt nuôi với cái mé với chị đó. Con cầu cổ cắn 50 con nuôi ba đợt nuôi với cái mé với chị đó, mấy cái dừa đó. Mặc đồ tết đi chùa vịt đó quá chị. Tư vừa về hả ta, chứ em chưa về đâu có vịt đâu. Lúc chị về là có gì phải không, có dê. Trời ơi, vậy là chị về rồi chị quên rồi. Con Quyên lúc đó nó 2-3 tuổi rồi, nó ngồi trước nó bán củ hành nữa đây. Đó mà, hành luôn á. Củ hành chị Năm gửi về bán nữa đây. Là lúc đó mấy vịt con á là đem về nhốt làm sao cháu biết á, rồi nó bự bự rồi mới đem xuống mé chị á. Ờ, đem xuống mé ba bao với ba nuôi á. Không nhớ, cha nuôi vịt thì chị không nhớ, mà cái nuôi dê thì chị nhớ. Mình chuồng heo á. Nuôi dê đó là lâu lắm rồi. Nuôi dê lâu, chưa đẻ Nguyên rồi. Về đó là lúc đó em chưa đám cưới nữa. Thì lúc đó hình như chị cũng mới về. Ngán thiệt. Người về đó lúc đó mặn dê ra trong nhà. Nó hơi mỏ. Có mặn lúc đó có mặn dê. Để hả? Lúc đó có mặn dê. Để có. Mặn là ăn hay là đám gì mà quên. Cho màu đỏ đi. Cái màu đỏ này con quỷ này nó cắn rồi nè. Ta chỉ kêu con quỷ, ta là con quẹ. Rồi. Đó, làm neo nha, làm neo nha. Rồi. Quẹt đâu? Đó, đừng nó cắn. Cắn nhiều mỏ đó. Nhưng mà chỗ lạ lạ không? Sao nó không ngọt? Không, cho mình coi bưởi ra nó nặng với nó bóng. Mà nó không ngon thì mình thử nó chán nữa. Tư ăn miếng tự. Không. Này ăn miếng hết. Không. Chị ăn đủ một cái vịt giòn giòn thì ăn bậy. Ăn dễ ăn quá ha. Rượu chín thì nói gì nó thúi. Trời đất ơi, rượu chín mà đã thúi. Cũng dễ ăn quá à. Cái gì ăn được cho đó. Sống giòn giòn. Vậy rồi cây rượu ở nhà chị để món vịt chị ăn nha. Cái gì ăn được cho đó, gà không ăn da.
không ăn lương, đu đủ thì ăn đủ sống rồi, giòn giòn rồi, không ăn đủ chín. Vậy ăn được chưa?